Xin kính chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu, em tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại liên lạc của bên em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 31 tháng 12 năm 2018. Và hôm nay cũng là ngày cuối cùng nhất của năm 2018 rồi. Là em cũng xin được gửi lời chúc đến tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn bước sang một năm mới 2019 có nhiều sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong công việc và gia đình lúc nào cũng tràn ngập yêu thương và hạnh phúc ạ. Xin được giới thiệu với tất cả các cô chú anh chị và các bạn thì hôm nay nhà em có về khá là nhiều loại mặt hàng lan rừng ạ. Ngoài những cái mặt hàng kg rất là đẹp ở đây thì em còn có thêm những cái phần đai châu thanh lý này, rồi là hoàng thảo kèn. Em chia ra theo từng phần hàng đang chi chít nụ với cái giá rất là rẻ để cho cô chú anh chị sưu tầm ạ. Ngoài ra thì em có thêm những cái phần phi điệp tím, có mấy phần phi điệp tím của vùng Cao Bằng đấy ạ. Rồi sau đây em xin được giới thiệu chi tiết từng cái mặt hàng và giá của từng loại tới tất cả các cô chú anh chị và các bạn luôn nhé. Trước tiên em xin được giới thiệu với các cô chú anh chị và các bạn đó là lô trúc Phật Bà. Hôm nay nhà em về một cái lô trúc Phật Bà thân cực kỳ là to, mập và đẹp luôn đấy ạ. Đó, cô chú anh chị cùng xem cho em ạ. Hàng trúc Phật Bà rừng, từ cái thân của nó đã cái dòng này em thấy là từ cái thân của nó ấy, đã ngửi ra một cái mùi, đã tỏa ra một cái mùi hương ngai ngái rất là thích, chứ chưa nói đến là ngửi cái mùi hoa của nó đấy ạ. Dòng trúc Phật Bà hàng hiện tại thì đang nụ này và đang mầm gốc. Dòng này nó sẽ nở hoa vào dịp Tết đấy ạ. Đó, cô chú anh chị cùng xem. Ồ, cái cây này thì rất là mập to nhưng mà lại bị gãy mất cái đầu ngọn này. Đó, hàng đang nụ hoa Tết nhé. Và nụ hiện tại thì nó cũng khá là lớn rồi. Và hàng khai thác vận chuyển từ rừng về nên là nó cũng không tránh khỏi một số những cái chảy xước cô chú anh chị nhé. Đó, cái trúc Phật Bà thì em thấy là cái lô này kể cả ngắn cả dài thì cô chú anh chị cứ yên tâm là nó vẫn cho nụ cho hoa nhé. Đây ạ, ví dụ như cái này này. Cái cây này thì nó chỉ ngắn tầm hơn 10 cm một chút thôi. Đó, hơn 10 cm một chút thôi nhưng mà nó vẫn cho hai cái mắt nụ rất là xinh đấy ạ. Và cái mầm gốc đây, cây này cho hai cái mầm gốc rất là khỏe như thế này. Đó, hàng rất là đẹp cô chú anh chị nhá. Ngắn hay là dài? Ngắn thì cô chú anh chị sẽ được rất là nhiều tay hoa. Còn cây dài thì nó cũng sẽ kèm theo khá là nhiều thân già cô chú anh chị nhá. Đấy ạ. Đó, thì trúc dòng trúc Phật Bà này nó thường là một tay hoa thì bao giờ cũng sẽ kèm theo mấy cái thân già như vậy cô chú anh chị nhá. Em bán với giá là 400.000 một kg đấy ạ. Đó. Và lan rừng khai thác thì nó cũng không tránh khỏi một số cây là nó bị sứt mất cái đầu ngọn như này, nhưng mà không ảnh hưởng gì đến cái mầm gốc này. Đó, không ảnh hưởng đến mầm gốc và cũng không ảnh hưởng gì đến việc chơi hoa của cô chú anh chị đâu ạ. Rồi tiếp theo bên này là long tu xuân này. Long tu xuân là cái dòng lan rất là dễ thuần và dễ trồng đấy ạ. Hiện tại thì nhà vườn người ta cho vào rất là nhiều, hàng hiện tại rất là khô và rất là lợi cân. Đây là cái thời điểm vàng để cô chú anh chị ghép cái dòng long tu xuân này. Hoa rất là đẹp luôn. Em bán với giá là 250.000 một kg cô chú anh chị nhé. Rồi tiếp theo, bên này em có lô nhất điểm hoàng này. Nhất điểm hoàng thì hoa cũng cực kỳ là xinh và giá thì lại rất là rẻ luôn. Cái hàng này thì nó cũng đang chuẩn bị vào mùa hoa rồi đấy ạ. Em bán với giá có 100.000 một kg thôi nhá. Rồi ạ, tiếp theo đây là kim điệp xuân này, cô chú anh chị cùng xem ạ. Ôi, các cái thân nhìn rất là căng, rất là bóng như thế này thì chắc chắn là đến cái mùa cho hoa thì nó vô cùng là rực rỡ luôn đấy ạ. Đây ạ, đây là những cái mắt nụ của nó đang chuẩn bị bung lên rồi đây này. Đây là cái thời điểm mà cô chú anh chị lấy rất là thích hợp nhá. Cô chú anh chị lấy thời điểm bây giờ sẽ được ngắm hoa trọn vẹn trong mùa hoa tới đấy ạ. Em bán với giá là 150.000 một kg ạ. Rồi ạ, và tiếp theo ở đây là hôm nay em có về một cái lô giáng hương đuôi cáo này. Rất là ít thôi ạ.
rất là ít thôi, tại vì cái thời tiết ở chỗ em hiện tại thì rất là lạnh nên là dân người ta đi rừng cũng 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 rất là ít. Cái hàng đuôi cáo hôm nay thì về cây không lớn lắm nhưng mà rất là xinh luôn ạ. Cây rất là xinh luôn cô chú anh chị nhá. Đó, nhìn cực kỳ là xinh luôn và nó là những cây đã trưởng thành và đã cho hoa như thế này rồi. Đó, cô chú anh chị ghép cái thời điểm bây giờ để ngắm hoa xuân nhé. Em bán với giá là 150.000 một kg ạ. Cây lá ngắn và rất là xinh. Tiếp theo bên này là hoàng thảo thập hoa. Hoàng thảo thập hoa. Dạ, tình trạng cây như vậy này. Đó. Hoàng thảo thập hoa thì cái mùa này cũng đang xuống lá để chờ hoa xuân rồi. Hoàng thảo thập hoa, đây ạ. Cây thân vàng óng rất là đẹp, rất là khỏe như thế này thì hứa hẹn cái mùa hoa sẽ rất là rực rỡ luôn ạ. Cái dòng này thì là dòng thân thòng, hiện tại là cái thời điểm nó xuống lá để chờ hoa rồi đấy ạ. Em bán với giá là 130.000 một kg cô chú anh chị nhá. 130.000 một kg thôi ạ, giá cực kỳ là rẻ luôn này. Đó. Rồi tiếp theo. Bên này thì em có một ít cái kiều vàng. Đây, hàng cũng còn rất là đẹp. Tuy nhiên thì em sẽ bán thanh lý với giá là 110.000 một kg. Toàn bộ ở chỗ này chắc chỉ 1 kg thôi. Tiếp theo bên này là hương vani này. Hoàng thảo hương vani ạ. Đó, cái hàng dòng thân thòng nên là nó cũng khá là khô cây như thế này. Đấy. Cũng đã xuống hết lá để chờ hoa rồi. Em bán với giá là 200.000 một kg ạ. Rồi tiếp theo, đây là hạc vị Bắc này. Hạc vị Bắc đây là hàng rừng khai thác cô chú anh chị nhá. Dòng này thì cái sức sống của nó quá, thực sự là rất là mãnh liệt luôn. Hàng hiện tại thì đây em thấy là một số cây đang cho nụ rồi đấy ạ. Đó, cái này ạ thì phải nói là cái sức cây này thì nó nhìn như thế này, thực sự là không đẹp mắt này. Đây cô chú anh chị nhìn này. Đó, như cái thời điểm bây giờ thì nhìn nó không không được đẹp mắt đâu. Nhưng mà cái dòng này em đảm bảo với cô chú anh chị là lấy về trồng thì sang năm cô chú anh chị sẽ được những cái giò lan hạc vĩ vô cùng tuyệt vời luôn ạ. Hạc vĩ Bắc hay còn gọi là phi điệp hồng đấy ạ. Em bán với giá là 250.000 một kg cô chú anh chị nhé. Rồi tiếp theo. Tiếp theo, đây là hoàng thảo tam bảo sắc ạ. Hoa cho ba màu cực kỳ là xinh. Đấy, cây rất là khỏe như thế này. Hàng có rất là ít thôi ạ. Em bán với giá là 250.000 một kg nhé. Tiếp theo là hoàng thảo trầm tím này. Hàng hôm nay về thân nù và nhiều tay hoa. Rất là đẹp luôn. Đây, như cây này ngắn mà nó cực kỳ là mập. Đấy, ngắn thì hơn 10 cm thôi nhưng mà to bằng cả ngón tay của em luôn ạ. Đó, có nhiều cây thân mập ạ, rất là thích luôn. Và đặc biệt là kèm theo nhiều thân già và đã cắt tỉa sạch sẽ cô chú anh chị nhá. Đó, nhìn cực kỳ là thích luôn ạ. Đây cũng là thời điểm vàng để cô chú anh chị ghép cái dòng trầm tím ạ. Em bán với giá là 800.000 một kg cho cái lô trầm rất là đẹp này nhá. Rồi tiếp theo là cái dòng lan lọng dày. Hàng hôm nay thì là đây cô chú anh chị xem cho em này. Hàng toàn là hàng dề cô chú anh chị nhá. Em bán với giá là 200.000 một kg ạ. Hoa của nó mang những cái chiếc dày màu đỏ rất là xinh luôn đấy ạ. Tiếp theo bên này là đai châu Thái này. Đó, đai châu Thái đấy ạ. Là cái loại lan đai châu Thái được rất là nhiều cô chú anh chị và những người chơi lan ưa thích và săn tìm. Cái dòng này thì hoa cực kỳ là thơm luôn. Nhiều cô chú, có một số cô chú anh chị nói rằng là cái dòng này hoa không thơm, nhưng mà em thấy là cái nhận xét này thực sự quá là sai lầm. Quá là sai lầm luôn. Cô chú anh chị mà đã được ngửi mùi hương của nó thì sẽ thích mê luôn đấy ạ. Dòng này ngoài cái đặc điểm là cái mùi hương rất là thơm, nó còn nở hoa vào dịp Tết đấy ạ. Đó, nên là em thấy là những người đã chơi lan thì thực sự rất là mê cái dòng này, phải nói như thế. Và ai cũng có vài giò để trưng trong nhà. Đặc biệt là trong ngày Tết mà cô chú anh chị có những cái giò đai châu này, vừa đẹp mà lại vừa thơm, tỏa hương trong cái sân vườn và trong nhà thì không có gì tuyệt vời hơn ạ. À, như cô chú anh chị quan sát thấy, hàng hiện tại thì nó đang cho hoa rồi. Đây có một số cây thì nở hoa sớm thì hiện tại đang nở rồi. Hoa thì nở trong cái điều kiện là nó bị dập như thế này, nhưng mà quá cái mùi hương của nó vẫn tỏa hương rất là thích luôn. Em bán với giá là 580.000 một kg thôi cô chú anh chị nhé. Nó cái dòng đai châu Thái nó sẽ cho rất là nhiều màu sắc này. Đây cô chú anh chị xem ạ, đây như màu này thì nó cho hoa màu tím này, đốm tím, màu tím đậm rất là thích luôn đấy ạ, ngắm rất là mê luôn này. Ngoài màu tím ra thì đây em thấy một cây này
nó cũng đang cho hoa này, hoa màu trắng. Đó, hoa màu trắng như vậy, tinh như vậy này, cũng rất là đẹp luôn. Cái mùi hương thơm dịu rất là thích ạ. Đó. Em bán với giá 580.000 một kg cô chú anh chị nhé. Ngoài hai cái màu này ra thì nó còn rất là nhiều màu sắc đẹp nữa, ví dụ như là màu hồng cánh sen, hay là màu đỏ sắc pháo, hay là màu đỏ đốm, vân vân ạ. Còn rất là nhiều màu sắc nữa. Rồi ạ, nếu như cô chú anh chị mà muốn cái sự hoàn hảo hơn ạ, thì cô chú anh chị có thể lấy hàng đai châu chậu này. Đó, hàng này hiện tại thì đang cho mỗi một cây đang cho hai nụ rất là xinh nhá cô chú anh chị nhá. Đây ạ. Đó, rất là đẹp luôn. Mỗi một cây đai châu hàng chậu nhựa như thế này thì em sẽ bán với giá là 250.000 một chậu đấy ạ. Thì cái hàng dòng chậu này thì giá nó sẽ cao hơn, tuy nhiên thì nó ít lỗi lá hơn so với lại cái dòng hàng kg cô chú anh chị nhá. Rồi tiếp theo, ở bên này em có một cái lô hoàng lạp này. Hàng rất là đẹp luôn, phải nói như vậy nhá. Em có một rề rất là to này. Ngoài ra những cái hàng rời khác nữa, em bán với giá là 150.000 một kg ạ. Rồi tiếp theo ở đây em có một số cái phần hoàng thảo kèn này, có 4 phần hoàng thảo kèn. Em xin giới thiệu từng phần một này, giá này, phần số 1 này, được rất là nhiều tay hoa. Cái phần này thì hình như là nó có lẫn một ít vài nhánh cái phần ngọc kèm theo ấy, hàng đang nụ cô chú anh chị nhá. Đó, một số thì đang có nụ và một số thì chưa có nụ ạ. Em bán phần số 1 này em với giá là 180.000 thôi. Đó, cô chú anh chị có một cái giò lan rất là đẹp rồi này. Hoàng thảo kèn giá rất là đắt nhá cô chú anh chị nhá. Đây em bán như thế này có 180.000 thôi ạ. Phần thứ hai cũng rất là nhiều luôn, cũng có lẫn một hai thân phần ngọc gì đấy cô chú anh chị nhá. Cũng có cây có nụ rồi và có cây thì chưa ạ. Đó, em bán cũng 180.000. Hình số 3 cây đang nụ chi chít luôn. Đó, chắc chắn là sẽ nở kịp Tết này. Đó, hình số 3 em bán với giá là 200.000. Quá là nhiều tay hoa luôn. Đó, mà nụ đang rất là đều. Hình số 4 cũng 200.000, cũng là một hình hoàng thảo kèn. Đó, cô chú anh chị cùng ngắm cho em, rất là nhiều tay hoa như này, đang nụ chi chít, chắc chắn nở đúng Tết này. Tiếp theo em có 4 hình đai châu. Hình số 5, hình đai châu, đây là một hình đai châu mẹ con này. Một cây mẹ này và một cây mẹ rất là cao và một cây con. Đó. Hình này em bán 200.000 ạ. Cây con cũng rất là lớn rồi, đang cho nụ rồi đấy ạ. Cả cây mẹ cũng đang cho hai cho nụ đấy ạ. Đó. Hình này thì em bán 200.000. Đây cô chú anh chị ngắm cho em ạ, 200.000 hình này. Hình tiếp theo, hình số 6. Hình số 6 rất là nhiều cây đai châu. Tuy nhiên thì có chỗ này không gãy ngọn này, hai cây này. Ba cây này. Không gãy ngọn nhưng mà nó cũng có lỗi lá nhá. 4 này. 5 6 cây không lỗi lá này. Ngoài ra thì có chỗ này thì không gãy ngọn. Còn chỗ bên này có đây, chỗ này là chỗ gãy ngọn này. Đó. Cái lô này em bán 200.000 ạ. 200.000 cho cái lô số 6. Lô số 7 ở đây em có chỗ này là không gãy ngọn này, rất là nhiều luôn. Đây, rất là nhiều cây không gãy ngọn nhưng mà có lỗi lá nhá. Để cô chú anh chị lấy về làm giống thôi ạ. Ngoài ra thì có hai cái cây gãy ngọn là mít bự chảng luôn. Đang có nụ luôn ạ. Em cũng bán lô số 7 này 200.000 ạ. Lô số 8 em cũng bán 200.000. 200.000. Đây. Em bán thanh lý nốt tại vì em không có thời gian để em ghép vào vườn ạ. Đây những cây này không gãy ngọn này nhưng mà cũng có lỗi lá nhá. Cây này thì không biết là có gãy ngọn hay không, hay là mất một cái lá gì đó. Đây. Rất là nhiều luôn. Chỗ này cũng không gãy ngọn gì cả. Chỉ lỗi lá thôi. Đây. Toàn bộ lô này em cũng bán 200.000. Là lô số 8. Tiếp theo là lô số 9. Là cái dòng lan dáng thu, có cây gãy ngọn, có cây vẫn còn ngọn. Đấy, cả toàn bộ cái lô này. Đây, cây vẫn còn ngọn rất là xinh, có cây ạ. Toàn bộ cái lô này thì em bán 100.000. Cái dòng dáng thu là cái dòng lan khá là khan hiếm ạ, không có nhiều đâu, thực sự là như vậy. Dòng lan sưu tầm em bán chỗ này toàn bộ lô này 100.000. Tiếp theo là em có 4 cái hình phi điệp tím này. Hình số 10
Đây, hình số 10 đây ạ. Em có 3 3 thân như thế này. Hai cái thân đốt ngắn cổ rụt rất là mập luôn. Đây cô chú anh chị xem ạ. Quá là nù luôn này, ngắn nhưng mà rất là nù nhá. Hình này em có hai thân khá lớn này và một kiến nhỏ này. Kiến nhỏ cực kỳ là nù luôn. Hình này em bán là 480.000 nhá, 480.000 có hai thân nù, một kiến nhỏ, cây rất là đặc sắc luôn đấy ạ. Hình tiếp theo là hình số 11 này. Đó. Hình số 11 này thì em có, nó là một dề, chỉ có một thân tơ thôi, tuy nhiên là kèm theo rất nhiều thân già vàng óng đấy ạ. Đó, và có cả quả nữa này. Đấy, cái thân già này thì cô chú anh chị tha hồ ươm kia ạ. Hình này em bán với giá là 400.000 ạ, hình 11. Hình tiếp theo là hình 12 ạ. Hình 12 đây. Em có một kiến nù này. Hai kiến nù này, hai kiến thì kiến thứ hai và thứ ba cũng rất là nù đây. Cái đầu trên này có sứt một tí nhá. Nó không ảnh hưởng gì đâu ạ. Hình này em bán với giá 280.000 này. Hình tiếp theo hình số 13 cũng có ba thân như thế này chắc chắn là cô chú anh chị sẽ có được ngắm mấy tay hoa rồi. Đây. Đó, có ba thân như thế này. Các thân đều rất là mập và khỏe. Em bán là 330.000 ạ. Là hình 13. Và hình 14 là một cái dề sơn thủy tiên cực đẹp luôn. Đó, một dề sơn thủy tiên rất là đẹp luôn đấy ạ. Cái dề sơn thủy tiên này có rất là nhiều tay hoa như thế này. Đó, một đây, trung gốc cực khỏe như vậy ạ. Đây là sơn thủy tiên Bắc cô chú anh chị nhá. Em bán với giá cái dề này, em bán với giá là 350.000 cho cái dề này ạ. Cực kỳ là to luôn này và rất là đẹp, cái thế rất là đẹp luôn ạ. Đó, tròn đều, rất là đẹp. 350.000 cho cái dề này. Cái giả hành cực căng bóng và cực khỏe. Rồi ạ, đây là các cái mặt hàng mà hôm nay nhà em có này. Mong các cô chú anh chị và các bạn sẽ ủng hộ cho hàng lan của nhà em nhé. Và em xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn.